của tôi dịu dàng trong tiếng du hơi. Tôi nghe giai điệu tổ quốc tôi trầm sâu trong tiếng đất trời. Tôi nghe trong lời yêu nhau, tôi nghe trong lời tha thiết phút hành quân mẹ tiến đưa con. Giai điệu nhớ, giai điệu thương theo suốt con đường. Quân đi, tôi nghe trong lời báo tố 4000 năm đất nước gian nan. Giai điệu cháy trong tình thương nước vô vàn. Và tôi yêu và tôi hát lời yêu thương, lời bỏng cháy tháng ngày này đất nước. Trời vẫn nhớ tới quê hương.
Nắm chân chiếc chai lửa bạc kiều.
những năm tháng công tác của đoàn ca múa tổng cục chính trị quận Tây Ninh và đều được chúng ta tặng giấy xin được tặng pháo tay. Tôi cũng phải cắt ngang cái phần văn nghệ một chút. Có mấy cái việc như thế này. Một là phải nhắc lại trong hội trường chúng ta đến giờ này còn ai vẫn đang bỏ hộ chiếu trong túi không ạ? Nha, hoặc để ở nhà. Như vậy là có ai bỏ? Chương trình họp đoàn của chúng ta và chị đã muốn lên để tặng cho tất cả các quý vị đại biểu có mặt hôm nay trong hội trường một ca khúc ca ngợi đất nước nào. Vâng ạ, xin được kính mời chị Hoàng Yến ạ. Vâng ạ, và xin chúc chúng ta sẽ có một chuyến đi sang thăm lại chiến trường xưa rất là thú vị và tuyệt vời. Bởi cái không khí này cho nên là tôi và trong nhóm các anh chị ở văn phòng Trung ương Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục Việt Nam mà Trung tâm Giáo dục Truyền thống và Lịch sử là trực thuộc hội. Thế thì chúng tôi rất là xúc động với cái không khí này. Và tôi thì cũng rất là ít khi hát thôi ạ. Nhưng hôm nay thấy các bác lớn tuổi nó cũng xung phong thì tôi có lẽ là tôi không nhớ cho nên là xin phép các bác hát cái nào. Trước khi hát thì tôi xin nói thêm một câu nữa là như lúc nãy bác Hoa Quỳnh đã nói là tình yêu truyền thống và lịch sử thuộc Trung hội Khoa học Tâm lý Giáo dục Việt Nam và ban tổ chức chuyến đi thăm chiến trường xưa trên đất bạn Lào nhiệt liệt chào mừng sự có mặt của gần 700 đại biểu trong buổi họp chiều nay. Kính thưa các vị đại biểu, trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, quân đội và nhân dân hai năm 1975, ngày 2 tháng 12 năm 2010 và 450 năm ngày thành lập thủ đô Viêng Chăn,
được sự quan tâm và giúp đỡ của Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Đại sứ quán Lào tại Việt Nam và Bộ Công an, Trung tâm Giáo dục Truyền thống Lịch sử, Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục Việt Nam phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức chuyến đi thăm chiến trường xưa và để viếng đồng đội, thăm đồng chí, cảm ơn nhân dân các bộ tộc Lào và giao lưu truyền thống trên đất bạn Lào. Cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, gia đình liệt sĩ và người có công đã dành trọn tuổi xuân của mình chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên 4 ngả chiến trường A, B, C, D và chiến trường C chính là chiến trường Lào. Xin nhiệt liệt chào mừng 654 đại biểu, trong đó có 334 đại biểu là nam, 320 đại biểu là nữ, 436 đại biểu là cựu chiến binh, 150 cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và 68 thân nhân liệt sĩ người có công thuộc 27 tỉnh thành phố trong cả nước. Đó là thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Gia Lai, Quảng Nam, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Nam, Hòa Bình, Phú Thọ, Sơn La, Cao Bằng, Bắc Cạn, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Bắc Giang, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương và Thái Bình. Xin nhiệt liệt chào mừng các đại biểu đã một thời đứng trong đội ngũ chiến đấu của các đơn vị thuộc Quân đoàn 2, Bộ Tư lệnh 559, Bộ Tư lệnh Trường Sơn, Sư đoàn 968, Sư đoàn 324, Đoàn 600, Trung đoàn 593 và nhiều đơn vị khác đã tham gia chuyến đi này. Xin nhiệt liệt chào mừng các nữ dũng sĩ chiến sĩ lái xe Trường Sơn cùng bao tập thể và cá nhân mà chỉ cần gọi đến tên hay nhắc đến một vùng đất, một dòng sông, một cánh rừng, một miền quê đã làm thao thức trong lòng mỗi người chúng ta.